Và quốc tế với sự hội tụ đầy đủ của hầu hết những con người đặt những bước chân đầu tiên trên con đường âm nhạc đương đại Việt Nam: Xuân Sơn, Nguyễn Văn Cường, Chí Minh, Kim Ngọc, Vũ Nhật Tân cùng các nghệ sĩ nổi danh có Thanh Lam, Tùng Dương, Linh Dung, Thanh Lâm, Đạt, Gạt Tần Đầy. Còn có sự có mặt của 50 diễn viên thuộc nhóm Victor và nhóm diễn viên dân tộc Mường ở Hòa Bình, cùng một số diễn viên khác là hình ảnh chuyến động bắt sóng đầy ngẫu hứng sáng tạo mà họ cảm nhận được qua âm thanh bộc phát khôn lường từ các nghệ sĩ âm nhạc. Các bạn cũng được đón nhận sự cộng hưởng đầy chất âm nhạc từ các nghệ sĩ thị giác, tác phẩm Mây của họa sĩ Ngô Nhật Hoàng, nghe nhạc bằng mắt của họa sĩ Phương Vũ Mạnh. Đặc biệt, cầu âm thanh còn là chiếc cầu nối giữa các nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ quốc tế, đó là Cedric đến từ Mỹ. Đây là cơ hội lớn để các nghệ sĩ đốt hết mình, truyền tải những năng lượng đã được hun đúc qua nghìn năm phát triển. Tôi kỳ vọng tất cả những gì diễn ra đêm nay sẽ là dấu ấn không cần và không thể diễn giải, nhưng sẽ cho ta năng lượng để nhìn lại và đi tiếp. Thay mặt cho các nghệ sĩ và diễn viên tham gia cầu âm thanh, tôi xin cảm ơn sự đóng góp tài trợ hữu hiệu nhất từ Đại sứ quán Đan Mạch, đặc biệt là từ Ngài Đại sứ Peter Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Nhân dịp năm mới, năm con hổ, tôi cầu chúc cho mọi người một năm mới có đầy sức sống để làm việc, sáng tạo và tận hưởng. Chúc cho các bạn bảo vệ thành công khoảng 50 con hổ còn sống sót ở Việt Nam để những con hổ mạnh mẽ và đẹp đẽ này của chúng ta ngày càng sinh sôi và nảy nở.
Thank you.
ấy bao lần. Cho lập phương dọc ngang bao nhiêu ô